Quý vị thân mến, hiện tại thì em Ngọc đang có mặt tại xưởng miến của nhà chị Tươi ở Cao Bằng. Hôm nay thì em Ngọc cũng có việc qua đây vào cũng thăm chị cũng như là để tìm lấy miến về để cung cấp sản phẩm cho các bác. Và gần đây thì cũng có rất là nhiều các bác sử dụng những cái sản phẩm miến rong nguyên chất của Cao Bằng này, cũng có phản hồi lại rất là tích cực và các bác cũng có tỷ lệ mua hàng lại rất là cao, và các bác cũng muốn mua về làm quà cũng như là có những cái dịp cưới hỏi và nhà có công có việc ấy thì các bác có mua cái sản phẩm về sử dụng rất là nhiều. Có rất là nhiều các bác đặt hàng ấy, cho nên hôm nay em Ngọc lại quay lại đây để chia sẻ cũng như là vào trực tiếp cái gia đình của nhà chị Tươi ở Cao Bằng để lấy về cung cấp sản phẩm cho các bác. Lúc sáng nay thì anh chị cũng đã đùn ra đây rất là nhiều luôn này mọi người này. Đây, chỗ này là cũng khô hết rồi, chuẩn bị là thu hoạch vào, tí nữa em Ngọc sẽ mang về bên Lạng Sơn nhá. Mang về Lạng Sơn để gửi sản phẩm cho các bác. Đấy, các bác là có nhu cầu sử dụng đến cái miến rong của Cao Bằng này có thể liên hệ với em Nhung nhá. Những sản phẩm và các đặc sản cũng như là những cái sản phẩm nào mà liên quan đến đặc sản và những cái sản phẩm liên quan sức khỏe, mật ong, tất cả mọi thứ thì em Ngọc đều bàn giao cho em Nhung. Các bác nào sử dụng có thể là liên hệ với em Nhung nhé. Số điện thoại em Ngọc để bên góc trái còn màn hình ạ. Vâng, em Ngọc xin chân thành cảm ơn các bác rất là nhiều đã tin dùng các sản phẩm của đội Tim Bản Sắc Dân Tộc. Cao Bằng là địa điểm thu hút rất nhiều du khách du lịch mỗi năm. Nơi đây có rất là nhiều những phong cảnh hữu tình, núi non rất là hùng vĩ và có rất là nhiều những cái điểm du lịch. Chính bởi vì đó khi du lịch đến Cao Bằng mình cũng không thể bỏ qua được những cái món đặc sản nổi tiếng ở Cao Bằng. Và một điều đặc biệt hôm nay em Ngọc sẽ giới thiệu cho tất cả quý vị một ở đây là một làng nghề cũng như là một cả một cái khu làm một cái món rất là nổi tiếng ẩm thực, đó là món miến rong phe đén Cao Bằng. Hôm nay em Ngọc đã đến một cái hộ gia đình để làm miến rong. Cái hộ gia đình này là của anh em đội Tim Bản Sắc Dân Tộc đang cung cấp sản phẩm cho các bác trên kênh. Ở đây thì em Ngọc cũng đã từng chia sẻ lên cho các bác và những cái cách làm cũng như là cái nguồn nguyên liệu và cái vùng nguyên liệu đúng như thế nào. Do là những cái đợt video trước em Ngọc cũng chia sẻ là chưa thật sự là chi tiết cặn kẽ, và hôm nay em Ngọc mới đến đây chia sẻ nguyên một cái quy trình làm ra một cái sợi miến như thế nào từ đầu đến cuối, và trong khi làm có những cái công đoạn làm có những cái gì vất vả và khó khăn không. Ở đây thì hôm nay đồng hành với em Ngọc đến cũng có là em Hầu và em Dương cũng đến đây, anh em cũng vừa đến một lúc rồi đang hộ chị lau chùi cũng như là dọn dẹp sạch sẽ để tí nữa tiến hành sẽ làm là cái món làm miến rong Cao Bằng nhé. Cái sản phẩm này được cung cấp trên kênh Bản Sắc Dân Tộc. Đây là chị Tươi. Chị này thì em Ngọc cũng có chia sẻ lên khá là nhiều lần trên kênh rồi. Tuy nhiên là những cái đợt em Ngọc qua đây cũng chỉ là mình tranh thủ qua để lấy miến về cung cấp sản phẩm cho các bác, cũng như là em Ngọc cũng có quay qua những cái quy trình làm thôi. Nhưng mà để một cái quy trình này gặp nhiều khó khăn không hay là làm vất vả như thế nào thì nó chắc là em Ngọc sẽ là nhờ chị Tươi chị chia sẻ cho quý vị. Chị Tươi cho em hỏi là cái nồi này là nồi nước này mình đun khoảng từ bao giờ, từ sáng nay hả chị? Từ sáng nay à? 6 giờ. Từ 6 giờ sáng. Nhưng làm miến là mình lại luôn luôn phải đun một cái nồi nước như này hả chị? Vâng, nhà nào nhiều người làm thì đun nước nhiều. Tại vì nước lâu sôi đun không kịp. Cái nồi này là mình để một công dụng là làm cái gì, mình quấy bột hay làm gì hả chị? Để quấy bột ạ. Quấy bột ạ. Đây là cái khay này là khay ép ra sợi miến phải không chị? Vâng ạ. Cái anh nhà hôm nay là không có nhà, chỉ một mình chị làm thôi à? Vâng. Thế các cháu là đi học hết hả chị? Cháu đi học hết rồi. Chị là được mấy cháu rồi nhỉ? Hai cháu ạ. Hai cháu à? Ui, Dương với Hầu hộ chị đi, nặng. Được mà. Đây là cái khuôn người nha, cái khuôn để ép ra cái sợi miến đấy. Mỗi một lần là chị trước khi làm chị phải vệ sinh. Vệ sinh lại như vậy. Cái khuôn này là khuôn nó bằng ngày xưa là làm bằng sắt chứ không phải bằng inox. Cho nên là cái màu nó sẽ tối, nó không sáng như màu inox nha mọi người nhá. Hầu tí hộ chị Tươi làm nhá. Ok không? Ok rồi. Hả? Ok rồi. Tí nữa nhưng mà có muốn học nghề không? Hả? Sao sao chị sao? Sao sao hả? Sao sao muốn? Hầu muốn học nghề. Muốn học nghề à? Tí nữa giúp chị làm nhá và xem cái cách chị làm như nào nhá. Ok không? Ok rồi. Ô Dương được đến đây chưa, được đến đây lần nào được chưa, được sao nhỉ? Đợt trước là chưa đến nhỉ? Em là lần này lần đầu tiên. Lần đầu tiên đến đây. Đến Cao Bằng thì cũng đến mấy lần rồi, nhưng mà về em các quy trình cũng như là cái cách làm miến của các chị ở đây thì ở đây cũng là lần đầu tiên. Đây là chị đang chuẩn bị những cái thao tác như là những cái công cụ, dụng cụ để làm. Ở trong này là bột chị ơi. Vâng,
Bột này là chị ngâm lâu chưa? Lọc từ hôm qua rồi đấy. Cái này là bột ngâm từ hôm qua rồi à? Tại nhưng vì mà... bột thì phải thay nước rất là nhiều lần. À, nhưng mà để làm ra một chuẩn bị những cái công tác chuẩn bị, ví dụ như hôm nay làm này thì chị phải chuẩn bị cái bột này từ khi nào? Từ buổi trưa hôm qua. Từ buổi trưa hôm qua rồi. Vâng. Cái này là mình ngâm với cả làm như nào, lọc à? Ngâm xuống nước lấy máy khoáng về khoáng. À, lấy máy xong khoáng về khoáng. Để lắng xuống lại đổ đi lại thay nước lại khoáng xong mới lọc được. À. Cứ thay đi thay lại khoảng bao nhiêu lần thì được chị? 4-5 lần. 4-5 lần. Vâng. Thế là từ hôm qua thay 4-5 lần cũng phải mất cái thời gian rất là nhiều luôn đúng không? Phải khoảng 2 tiếng thì bột mới lắng xuống được. À. À, một cái thau là chị phải lót ra một cái lớp dầu ăn để đỡ bị dính thau hay là như nào, cái công dụng nó là gì hả chị? Để thau đỡ dính bột. Thau đỡ dính cái bột vào thau ấy đúng không? Vâng. Đây là cái lớp dầu ăn nhá mọi người nhá. Dầu ăn hoặc mỡ lợn đều được ấy nhỉ? Vâng. Nhà mỡ lợn đông nhanh lắm. Vâng. Cái này mỗi một lần làm là chị phải cân lên là theo định lượng của cái khuôn hay như nào chị? Vâng. Đây, cái bột này chị đã ngâm mịn hết rồi nhá mọi người nhá. Nhưng mà cái mình lúc hôm qua mình lọc ấy thì là cái tác dụng nó để làm gì hả chị? Ý là mình lúc mình là tại sao mình phải lọc ấy? Để sạch những cái ví dụ sạn hay là cái gì đấy. À, ý là mình lọc nó đỡ bị sạn đúng không? Lọc cái vâng. sạn đi đúng không? Vâng. Để cho nó sạch sẽ. Lọc những lúc mình phơi bẩn vào thì mình lọc đi cho sạch. À vâng. Cái này mới một mẻ một cái khuôn đấy là chị cân khoảng bao nhiêu cân? Cả chậu nó là 5 cân. 5 cân một chậu. Thế thì cả một cái nguyên một cái thô này cũng làm bao nhiêu mẻ đấy nhờ? Vâng. Nhưng mà thường thường là ở nhà mỗi mình chị làm hay là cả anh chị nữa? Ý là lúc ở nhà ấy? Đa số là chị làm. Chị làm hết. Đây là những cái quy trình chị làm ra được một cái sợi miến. Cái này là mình lấy vào mình để mình, gần như là mình hòa tan cái bột ra ấy, đúng không? Vâng. Hòa tan ra nó đỡ bị đóng cục. Cái này cái lượng nước mà mình căn mà không chuẩn ấy thì có thể là khả năng là nó sẽ bị ở ngoài nó sẽ bị chín và trong nó sẽ sống đóng cục, kiểu dạng như mình làm cái bánh trôi, bánh gì ấy nhỉ? Bánh trôi. Sôi luôn nhé mọi người nhé. Anh chị làm nghề này được khoảng bao nhiêu năm rồi chị? Được cũng khá lâu đấy. Đến chục năm chưa? 7-8 năm, từ lúc 7, ở nhà năm. Trong rồi. Vâng. Chị cũng vừa chuyển ra đây được mấy năm thôi mà. À. Làm ở trong nhà là 7-8 năm? Đâu, lúc đầu làm ở trong làng thì dâm qua nhanh quá. À. Đây là những cái mẹo cũng như là cái kỹ thuật để mình pha nước ấy mọi người ạ. Pha nước lã này và cái nước sôi này. Và làm sao để cho nó lượng nó vừa phải để làm ra một cái quy trình ấy. Đổ xuống cái là... Cái này thường thường là mình đậy cái nắp như này đợi khoảng bao nhiêu phút thì được hả chị? Khoảng 3-4 phút thôi. 3-4 phút à? Vâng. Mỗi một lần lấy ra là phải một lần thay thêm nước. Thay nước, cho nước vào để nó có kịp thôi. Ô đã ấy luôn rồi này. Ô khoảng 3-4 phút thì nó đã chín như này nhá mọi người nhá. Cái này để càng lâu càng chín mà lâu quá là bị nguội đi. À. Sợ mình đối với nguội à? Vâng. Nguội là nó ảnh hưởng gì hả chị? Nguội là sợi nó hay bị đứt với lại không nên sợi. À.
Thế thì nó ý là nó phải vừa chín tới mà vừa nóng thì mới được. Vâng. Nếu như đang làm mà mất điện là hỏng hết ngay. Ồ. Này cũng có phần rủi ro đấy chứ chị nhỉ? Vâng. Một cái thau như này thường thường là được mấy tấm phên hả chị? Được khoảng 19 đến 20 tấm. 19 đến 20 tấm thì nó ra cân khô thì được khoảng bao nhiêu cân? Được khoảng 2 cân 2 cân 3, 2 cân 4. 2 cân 3, 2 cân 4 khô. Tùy từng cái hộp to là bé nó để mình cân bột riêng khác. Cái này theo em Ngọc quan sát là mình cuối như này là càng dẻo là sợi nó càng mịn càng dai hay sao nhỉ? Vâng ạ. Hôm nay là mỗi mình chị làm hôm nay cho nên là phải em Dương với em Hầu là phải hộ làm nhá, Hầu nhá. Thì nó Hầu là trách nhiệm là bê cái tấm phên này ra. Đấy, chị là hứng cái kia ở đứng một chỗ thôi. Nghề nào cũng có vất vả của nó mà trước khi làm được như này từ hôm trước chị cũng đã phải chuẩn bị bột và lọc bột, ngâm bột. Được rồi. Đấy. Đâu, chị đấy. Không biết. Đấy. Ồ, chị cân đúng vừa chuẩn luôn nhở? Ý là mình cân định lượng là đúng số cân đúng không? Em là cái ghế cho số chị. Số cân mà. Bột này và cái lượng nước này. Vâng, đấy về đây. Chị là cái chậu thôi mà. Số cân bột và cái lượng nước là nó vừa đủ một cái khay này luôn. Cái này mình căn định lượng là quen rồi đúng không chị? Mình kiểu dạng như là làm sao tính toán làm sao là số lượng bột và lượng nước. Đó. Cái này cái bỏ ra ngoài được rồi đúng không? Bỏ ra ngoài được rồi. Ok. Ở đây gần như là cả làng làm luôn đấy chị nhỉ? Vâng, đây là... Đây là một cái làng nghề làm miến rong nhá mọi người nhá. Đấy, chuyển miến rong bên Cao Bằng. Đây là miến rong đỏ hay miến rong trắng hả chị? Là sao? Ý là miến rong, cái củ miến rong đỏ hay là... À, miến rong đỏ. À, củ miến rong đỏ. Đây này, Tương chuẩn bị cái tấm phên này. Đây. À, Hầu tí bê ra ngoài nhá. Tí trễ chị tươi bê mẫu ra một lần xong rồi để em các em hộ bê cho nhanh chị ạ. Cái này vô chuẩn bị lấy ra này. À, xem nhá, xem chị tươi hộ bê để như nào nhá. Đấy. À, cái dây thừng này mình chỉ để móc qua dưới để lúc kéo về lúc thu ấy. Ồ, mình móc qua như này để lúc mình thu ấy mình chỉ kéo về đứng một chỗ ở bên này kéo về thôi. Vâng. À, rất là hay đây này. Đấy bà con là rất là sáng tạo luôn. Kinh nghiệm làm nghề. Tức là cái dây này ấy thì là cái tấm phên đầu tiên nó sẽ ra cuối cùng, đến lúc mình thu ấy mình sẽ kéo chỉ kéo về là nó dồn hết về một chỗ. À, Hầu nhìn nhá, nhìn chị làm nhá. À. Nhìn chị làm xong là tí hộ bê ra nhá. À, Hầu chỉ bê ra được rồi. Nhanh lắm rồi. Nhanh lắm rồi à? Đấy, à, Hầu, cái hộ bê này lần sau, sau chị để bọn em hộ bê cho. Vâng. À, Hầu bê đi. Hầu. B. Kim một này. Nào. Đúng rồi. Ui. Nào, B một cái này thôi. B một cái này này. Đúng rồi. Mệt đầu ấy à. Ôi. B xong một tấm là đẩy đi ngay. Để cái đầu bên này thẳng không tí nó đẩy bên này lại mắc. Ừ.
cái sợi miến ra lúc ra nó rất là to mà lúc bao giờ nó khô ấy, nó xoăn vào ấy, rất là nhỏ. Tức là lúc mình nấu cái sợi miến nó sẽ nở là to như này nhá mọi người nhá. Một ngày nếu mà để mà thời tiết thuận lợi chị có thể làm được bao nhiêu mẻ như này hả chị? Làm được 2 mẻ thôi. Bao nhiêu ạ? 2 ạ. 2 mẻ à? Vâng. 2 mẻ, mỗi mẻ là 40 tấm phên. À bao nhiêu tấm nhỉ? 180. 180 tấm phên. 2 mẻ là 360. Thì làm được 200 tấm. Tầm 200 tấm. Nên một mình làm. Một mình làm. Nhưng mà sao nhà mình làm nghề như này anh chị là không cả hai người làm? Cảm thấy còn ít quá. À còn ít quá. Hai người làm thì phải 350 đến 400 tấm. À ý là hai người làm thì không bỏ làm. Vâng. Thì mỗi mình chị làm thôi. Anh nhà chị thì đi làm công việc gì? Đi thợ xây thôi. Đi làm thợ xây à? Thế sao mình không mở rộng ra thêm máy nữa để hai người làm cho được nhiều? Không, hai người làm thì vẫn chỉ dùng một máy thôi, nhưng mà dùng cái tấm phên này nhiều hơn không? À, diện tích mình phơi ấy không có. Không có chỗ phơi à chị? Vâng, nếu như nắng thật sự thì làm cái sàn này làm 2 tầng thì được. Vâng. Cái bên trên khô vào thu xong rồi bên dưới lại được nắng, nhưng mà vâng, phải thật sự nắng mới được. Vâng. Nhưng mà thường thường là cái này là mình làm quanh năm hay sao chị? Vâng ạ. Nhưng mùa hè là có lẽ là làm được nhiều mẻ hơn đấy đúng không? Vâng, mùa hè làm 2 mẻ. Mùa hè là làm 2 mẻ. Cứ hôm nào cảm thấy nhiệt độ cao, thời tiết nắng quá thì thu xong lại làm được tiếp mà. À, ý là làm hết một lượt xong thu được ngay luôn. Vâng. Cái này nó cũng khô nhanh nhỉ? Một mình chị khác làm thì vừa làm mà chưa xong nó khô hết rồi. Ồ. Cái những cái nồi đầu tiên à. Nếu như mà mùa cái mùa nào thì miến chạy nhất chị? Mùa trước Tết. Trước Tết à? Thì tháng 10 đấy ạ. Tháng 10 trở đi là miến chạy, miến lên giá. Tháng 10 trở lên là miến lên giá. Vâng, năm nào cũng thế. Nhưng tầm này là nghe vẻ là cũng không chạy lắm đúng không? Tầm này nhà hàng các kiểu vẫn lấy đi bán. Vâng. Nhưng mà chạy nhất là trước Tết rồi. Chạy nhất là khoảng dịp trước Tết. Mọi người quan sát xem một cái đống tấm phên như này mà một ngày chị làm đến 2 lượt. Mà 2 lượt là chị vừa nói là 180 tấm hả chị? Có 200 tấm nhưng mà chị làm 180 tấm thôi. À 200 tấm nhưng mà mỗi một lượt chị là làm 180 tấm. Tại đấy vì là vừa làm tấm xong rồi quay lại nữa là thu được rồi. Vâng. Tầm này ví dụ như thời tiết như hôm nay nắng này là có thể làm được 2 mẻ đấy đúng không? Vâng. Cái này theo em Ngọc quan sát ở đây là nó cũng để mà nếu mà có độ nặng thì chắc là nó không nặng lắm đâu, nó chỉ là nó cũng nhẹ nhàng, nó chỉ là liên tục tay thôi đúng không? Vâng, liên tục tay vậy. Liên tục tay nó mỏi tay. Một mình khác làm thì bước nhiều quá. Vâng. Nó lích kích ở cái là từ bột này, bột xong là cuối bột xong là vừa trông cái nồi nước này. Rồi thì là lại còn là đun trông lửa rồi thì tất cả mọi thứ ở đây liên quan. Phải liên tục tay đây này, xong lúc ra phải chị phải đẩy, ví dụ đẩy như thế này. Xong lại còn làm xong phải thu luôn này. Gần như là không có ngày nghỉ luôn, à không có những cái giờ nghỉ ngơi luôn đấy. Hôm nào làm hai mẻ làm xong thì 2 giờ rưỡi mới được ăn cơm trưa. 2 giờ mới được ăn cơm trưa? 2 rưỡi. 2 rưỡi. Tại vì thu xong làm xong mới được nghỉ một lần. Đến lúc làm xong đợt 2 ăn cơm trưa xong quay lại cũng thu được rồi. Vâng. À Hầu. À. Có biết làm chưa? Biết rồi. Biết rồi à? Biết ăn rồi. Chỉ biết ăn thôi à? Quá. Tí nữa có ăn không? Tí nữa bảo chị nấu cho ăn nhá. À ok không? Ok. Cái vợ này ngon lắm này. Đặt vào là không đúng cái này. Mèo vàng nó không có cái này. Mèo vàng có cái này không? Thế ở nhà mình là có nhiều người, có những cái anh chị em ở trong nhà có làm nghề này không chị? Có ạ. Có nhưng mà khác nhà khác làm nên khác là làm không thôi. Giúp nhau được. Cái cây rong này là nhà mình có trồng nhiều không? Có. Ở đấy thường thường là nhà nào cũng trồng nhiều đấy chị nhỉ? Nhà nào cũng trồng, nhà không làm miến cũng trồng. À. Như này là hết một mẻ rồi nhá mọi người nhá, đây này.
Cái này là bằng sử dụng bằng cái motor 2 chiều, sau khi hết thì nó tự tời lên này. Ấn cái nút tời nó tự tời lên. Các bạn làm tiếp tục là làm mẻ thứ hai mọi người. Đây bắt đầu là chị chuẩn bị tiếp tục làm mẻ thứ hai. Nói chung là làm cái này nó cũng không đến nỗi là có mất quá nhiều sức, nó nặng đâu, nhưng mà đây phải liên tục tay nó mỏi. Đây vừa trong nồi nước này, lại vừa thao tác rất là nhiều những cái công đoạn. Nó rất là lích kích. Cái này kìa, làm hai người thì nhàn hơn chị nhỉ? Vâng. Để mỗi một lần là phải một tráng một cái lớp dầu ăn như vậy để cho đỡ dính. Dán xuống chảo đi. Chỗ đến chỗ không đến. Đấy nó bị đóng cục vào ấy, lòn hòn vào ấy. Ơ hầu, tí ăn không? Hả, thôi tí ăn, muốn thử thức ăn biến của nhà chị Tươi không? Hả? Ăn không? Nhớ tí nữa hộ làm nhá. Hả? Cứ vàng. Ơ hầu chỉ ăn thôi nhờ, nhưng phải hộ làm. Nhá. Hộ bê ra là tốt rồi. Cái công đoạn nào là quan trọng nhất chị Bình để ý và quan trọng nhất? Công đoạn là... Công đoạn này ạ? À? Vâng, công đoạn... Công đoạn mình pha bộ. Nước ấy đúng không ạ? Vâng. Nhưng có bao giờ mình pha bị hỏng lần nào chưa chị? Có chứ. Nước không sôi, nước không đủ sôi, pha nước thiếu hay là nước thừa nó cũng bị hỏng. À. Nước thiếu một tí là lúc cho vào kia không kéo thì hay bị gáy, bị đứt ấy. À, nó còn liên quan đến kỹ thuật pha nước nữa, không vào được cái sợi nó dai hay là không dai, nó cũng liên quan đến cái phần này nữa đúng không? Vâng. Đây này, còn là nước sôi với cả nước lã nữa này. Kinh nghiệm của chị là gần 10 năm rồi, cho nên là cái tỷ lệ mà pha bị trượt thì chắc là cũng hiếm nhỉ. Đổ xuống cái là nó đông luôn rồi. Đông lại luôn này. Đấy, khoảng 2-3 phút sau đậy lên là nó sẽ gần như là nó chín rồi. Mở ra cái như này là gần như là cũng chín hết rồi đấy chị nhờ. Đặt vào ngay này. Thủng. Cái lúc mình quấy bột đều này nó có ảnh hưởng gì đến cái độ dai hay là không dai không, nếu mà mình quấy không đều ấy? Quấy không đều thì sợi chín, sợi không chín. À, sợi chín, sợi không chín. Quấy không đều, chỗ nào không chín thì nó bị đứt ra, đứt ở đấy. Cái này là đòi hỏi là phải quấy thật đều, nó chín phải đều đúng không ạ, nó mới không bị đứt. Thấy một cái thau như này thì theo chị chia sẻ luôn từ ban đầu là nó chỉ được tầm 2 cân khô thôi, hơn 2 cân khô một chút. Phải chia sẻ thực tế như này mới biết được là cái quy trình nó gian nan như thế nào mới làm ra được một cái sợi miến. Dẻo nhờ. Ao, biết quấy này không? Hả? Biết quấy này không? Hả? Quấy này được không? Không biết à? Ờ, biết rồi. Chị làm cái này nằm đấy. Được. Theo chị chia sẻ là những cái hôm mà làm liên tục ấy, đến tầm 2 giờ chiều chị mới được ăn. Thế thì vào làm thì kiểu dạng như mùa hè cũng tầm thông luôn hả chị? Dạ.
thâu trưa luôn. Vâng. À, đợt này hộ B nhá. Hộ chị B nhá. Chị Bên. Hả? Chị Bên. Chị Bên. Họ chị B cái tấm này ngoài kia. Khoái khoái. Đấy, hộ B nhá, hộ chị B nhá. Hả? À, mình là thanh niên, mình khỏe, có sức khỏe với hộ B. Đấy, hộ B. Đúng rồi. Khéo nhá, va vào những cái khác. Đấy, đặt xuống không đẩy vào. Đẩy vào nhá. Đấy. Đúng rồi. Đấy quý vị, để ý là những cái sợi miến này khi được đùn ra cái tấm phên thì có cái sợi nó sẽ to như này nhá mọi người nhá. Cái sợi to như này ấy, tức là khi quý vị nấu ra cái sợi miến nó sẽ nở ra to như này và nó rất là dai. Ở cái dịp mà trong năm vừa rồi gần Tết ấy thì cũng có rất là nhiều các cô các bác cũng có sử dụng cái sản phẩm miến của nhà chị Tươi này do kênh Bản Sắc Dân Tộc cung cấp cho các bác ấy, được sự phản hồi rất là tích cực và rất là tốt, có rất là nhiều các bác khen là ngon, miến không bị sạn, do là các quy trình chị làm chị đã sàng lọc hết rồi. Ngày hôm trước chị cũng sàng lọc ra là khoảng tầm 4-5 lần để đỡ bị sạn rồi, thì những cái bụi bẩn mọi thứ ấy, chị cũng đã làm rất là vệ sinh, rất là sạch sẽ và cẩn thận. Ở đây này mọi người nhìn thấy không? Sợi miến là rất là mịn. Thì lúc mình khoảng cái này bị dẻo mà. Khi mọi người nấu ra cái sợi miến nó sẽ như này nhá mọi người nhá. Lúc cho nên là mọi người sử dụng cái sản phẩm của cái miến của gia đình chị Tươi này cũng rất là yên tâm. Đấy, trong khoảng thời gian từ sáng đến giờ cũng tầm hơn 2 giờ đồng hồ thì anh em A Hầu cũng như là em Dương cũng giúp chị làm được ra rất là nhiều những cái tấm phên miến như thế này. Những cái khoảng thời gian nếu mà thời tiết mà nắng nóng như này ấy, khoảng tầm 2 đến 3 giờ đồng hồ nữa thì chị có thể là thu hoạch vào được nhá. Do đây là một cái chỗ này là mới làm ra cho nên là nó sẽ cái sợi nó còn to như này. Cái miến này ấy, thì đặc điểm của nó là nó rất là dẻo và trong, nó mềm, thì khi gặp nắng to hoặc là gió to ấy, thì nó khô rất là nhanh nhá mọi người nhá. Đây, bàn ngàn luôn mọi người ạ. Các bác sử dụng những cái sản phẩm của nhà chị Tươi, anh em đội team Bản Sắc Dân Tộc cũng cung cấp sản phẩm này cho các bác để đảm bảo là cái nguồn nguyên liệu nó rõ nguồn gốc và cũng như là những cái quy trình làm đều là chuẩn chỉ cũng như là để đảm bảo vệ sinh, thì các bác sử dụng những cái sản phẩm này cũng rất là an tâm, được rất là nhiều các bác phản hồi lại rất là tích cực ạ. Em Ngọc cũng xin chân thành cảm ơn các bác đã luôn luôn quan tâm và sử dụng những cái sản phẩm miến rong của Phe Đén Nguyên Bình Cao Bằng như này nhá mọi người nhá. Tất cả những sản phẩm này các bác sử dụng là 100% là sản phẩm đúng rõ nguồn gốc cũng như là đúng cái nguồn nguyên liệu là nguyên bình của Cao Bằng nhé mọi người nhé. Sau khi được khoảng tầm từ sáng đến giờ khoảng tầm 3 đến 4 giờ đồng hồ mọi người ạ, cái miến này nó đã khô quắt vào rồi nhá. Đấy khô quắt vào rồi này. Cái này khô như này là vừa hả chị? Vâng. Nếu nó khô quá thì cảm giác nó giòn, có bị giòn không chị? Nếu mà buộc nó bị gãy không? Khô lâu quá thì bị gãy. À, khô nhưng lâu quá bị gãy. Ninh thì vẫn dai, vẫn mềm. Ý là ninh nó vẫn ổn, nhưng có cái là lúc mình buộc khó thôi đúng không? Lúc mình buộc khó, nhìn xấu à. Sau khi thì chị cũng có là bó vào thành một cái 10 cái nắm con như này. Một cái nắm con như này thì là
được khoảng một lạng không chị? Một nắm con bé này này. Khoảng một lạng. Khoảng một lạng. Mỗi một cái bó to này thì chị ở đây thì em Ngọc thấy là đôi 2, 3, 4, 5 là 10 cái gói nhỏ nhỏ này. Cái này ước tính là một cái này là khoảng là 1 cân. Cái một cái nắm như này mọi người này. Nắm con như này. Một cái tấm phên này là được một cái nắm như này hả chị? Một tấm là một nắm này. Một nắm này hơi to một tí. À hơi to một tí. Đây tất cả chị bó vào một cái thành cái bó như này nhá. Một cái bó này là 1 cân. Đấy như trong quá trình mà mọi người mà sử dụng cái sản phẩm này thì gia đình nhà em Ngọc cứ gửi theo một cái bó như này đi thì là 1 cân 1 cân 1. Đấy, nếu các bác có nhu cầu sử dụng đến cái sản phẩm miến rong Cao Bằng này có thể liên hệ với anh em trong team nhá, để anh em trong team gửi sản phẩm cho các bác để các bác sử dụng.